90% doanh thu của cửa hàng tôi đến từ việc chạy quảng cáo Facebook, nên tôi cần nhiều hơn các thông tin về chỉ số để quản lý, đo lường tối ưu hiệu quả quảng cáo. Và Sapo đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn chiến lược quảng cáo marketing trên Facebook. Doanh thu, số lượng đơn hàng trong một chiến dịch quảng cáo được thể hiện rõ ràng trên báo cáo của Sapo, chứ không chỉ dừng lại ở số tiền đã chi tiêu cho một bài quảng cáo. Thông qua các chỉ số báo cáo, tỷ lệ chi tiêu trên doanh thu cho một bài quảng cáo, tôi loại bỏ nhanh chóng các chiến dịch quảng cáo chưa tốt hoặc tối ưu chiến dịch đó khi tỷ lệ chi tiêu trên doanh thu cao trên 10% và tiếp tục duy trì các chiến dịch hiệu quả để tránh chi tiêu lãng phí. Khi nhìn vào chỉ số tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, số lượng tin nhắn ra đơn trên hội thoại tin nhắn, tôi biết rằng nhân viên trực chat có đang tư vấn tốt hay không. Nắm bắt kịp thời tình hình khi tỷ lệ chuyển đổi thấp, tìm ra ngay nguyên nhân tư vấn thất bại, thay đổi nhanh, đưa ra tình huống tư vấn khác nhằm tăng hiệu quả chốt đơn. Từ báo cáo hiệu quả quảng cáo Facebook của Sapo, tôi dễ dàng hơn khi đưa ra các định hướng về kế hoạch quảng cáo và chiến dịch marketing. Hàng nghìn chủ doanh nghiệp đã sử dụng tính năng báo cáo quảng cáo Facebook của Sapo để tối ưu hiệu quả quảng cáo dễ dàng hơn. Còn các chủ cửa hàng khác thì sao?